Hàng chục người Việt Nam tới Úc xin tị nạn bằng đường biển và hiện bị giữ trên một chiếc tàu đổ bộ của Hải quân nước này sẽ vấp phải nhiều khó khăn và tương lai mù mịt, các nhà quan sát nói với VOA Việt ngữ. Úc tuần này thông báo đã chặn được một chiếc tàu gỗ chở hàng chục người xin tị nạn Việt Nam, gồm cả phụ nữ và trẻ em ở ngoài khơi bờ biển miền Tây của nước này. Bác sĩ Nguyễn Anh Dũng, Chủ tịch Cộng đồng người Việt tại tiểu bang Tây Úc, cho VOA biết rằng con đường phía trước của những người đồng hương này còn rất dài. Nước Úc thì vấn đề chính sách về người tị nạn, nhất là những người vượt biên mà không qua những cái đường lối nộp đơn di dân chính thức thì họ cũng rất là khó khăn. Họ sẽ bị làm khó dễ. Từ xưa đến giờ thì những người đã bị bắt thường bị âm thầm bị đuổi về Việt Nam. Nhưng mà cộng đồng thì cũng đã đứng ra hỗ trợ với các đoàn thể và những nhân vật khác ở trong nước Úc và bảo vệ cho họ, thì cái vấn đề bắt bỏ ra phi trường ban đêm không còn nữa. Họ được thả ra ngoài thì cộng đồng để sống, nhưng mà vẫn có một số đơn xin ở lại vẫn bị bác vì nhiều lý do khác nhau. Ông Dũng cùng với cộng đồng người Việt ở tiểu bang Tây Úc từng giúp đỡ nhiều người Việt hòa nhập với cuộc sống bản địa sau khi đơn xin tị nạn của họ được chấp thuận. Nhân vật lãnh đạo cộng đồng người Việt sang Úc tị nạn đầu những năm 1980 cho biết rằng đa phần những người Việt Nam tìm đường sang Úc là vì bị đàn áp tự do tôn giáo và ngôn luận. Dù chính phủ Úc không thông báo cụ thể nhân thân cũng như lý do ra đi của những người trên, báo chí nước này trích các nguồn tin nói rằng một số thuyền nhân Việt đã bỏ nước ra đi sau khi thuyền đánh cá của họ bị tàu hải quân Trung Quốc đâm chìm ở quần đảo Trường Sa ở Biển Đông. Khi được hỏi về lý do ra đi mà nhiều người cho là bất thường này, bác sĩ Nguyễn Anh Dũng nói: cũng không nên làm lạ là vì chính phủ Việt Nam hoàn toàn im lặng trước những sự tấn công đàn áp của người Trung Quốc đối với những người dân Việt Nam. Họ chỉ dám đưa tin là tàu lạ đâm vào tàu Việt Nam hoặc gì đó. Thì tôi nghĩ nếu một chính phủ không đứng ra bảo vệ dân, để cho dân bị một cái nước láng giềng nó xâm nhập và nó như vậy thì ra đi vì tàu Trung Quốc đàn áp họ, thì lý do tôi nghĩ cũng đúng thôi. Bộ Ngoại giao Việt Nam chưa lên tiếng về các trường hợp thuyền nhân Việt bị Úc bắt giữ. Trong khi đó, ông Peter Dutton, Bộ trưởng đặc trách bảo vệ biên giới Úc, cho biết sẽ thảo luận với chính quyền Hà Nội về việc đưa các thuyền nhân Việt về nước nếu họ được xác định không phải là người tị nạn thực sự. Các tổ chức nhân quyền cho biết, năm ngoái, Australia đã bí mật cầm giữ một nhóm khoảng 46 người Việt Nam xin tị nạn trên một chiếc tàu chiến neo đậu trên biển gần một tháng và bắt đơn của họ trong các cuộc phỏng vấn, có khi chỉ kéo dài có 40 phút, rồi sau đó đưa trả họ về Việt Nam.